phạm tội đi vẹo đây nghịch đường chút, phạm tội nghịch đường đi lại là đi qua đường bên lề trái. Vậy sao mình không đi đúng phần đường mà mình đừng đứng vẹo trái qua kìa, vẹo đường qua kìa, vẹo qua có nhanh đèn rồi đi qua đi dễ không? Đó, xuống mới chạy vậy chứ đâu có chạy rồi. Mà ở đó có cái giải phân cách đó, mình có thể đi qua bên này. Dạ đúng. Sai rồi, cảm gì. Mà trước giờ mình đi mình có để ý cái phần này không? Có chứ. Không ngờ lại để ý chứ, đi rồi bánh vẹo qua không à. Chủ giờ khiến xui. Các tuyến đường ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, khu quận 1, quận 3 có hình bàn cờ, nhiều giao lộ đường một chiều liên tiếp, người tham gia giao thông thường xuyên lấn qua giải phân cách cứng đi ngược chiều, bất chấp vi phạm luật và nguy hiểm, gây ùn tắc nặng vào giờ cao điểm. Cảnh sát giao thông xử phạt không xuể vì người vi phạm quá nhiều. Sáng 20 tháng 11 năm 2020, đội cảnh sát giao thông bàn cờ thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển xe không đi bên phải theo chiều của mình tại giao lộ Cách mạng tháng 8 Điện Biên Phủ. Đây là một trong những vi phạm phổ biến trên địa bàn phụ trách của đội cảnh sát giao thông bàn cờ. Xe đứng đàng hoàng đi. Đứng ra xe đứng đàng hoàng rồi chào em trai. Thứ nhất mình đi không theo bên phải theo chiều đi của mình nhé. Ở giữa tiệm đường có giải phân cách cứng là không được lấn qua cái chiều đường đó. Mình phải chạy ở trong đó, rõ chưa? Rồi bây giờ vui lòng lấy giấy tờ tôi kiểm tra. Theo cảnh sát giao thông, lấn giải phân cách cứng, không đi đúng theo chỉ dẫn của vạch kẻ đường là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông, ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm. Cảnh sát giao thông thường xuyên ra quân xử phạt lỗi này, nhưng tình trạng người vi phạm vẫn không thuyên giảm. Dạ, hôm nay em vi phạm lỗi lấn làn của xe bên kia. Vì sao em lại đi như vậy, không đi đúng làn đường của mình? Tại em cần đi gấp quá, em cũng không có để đi gấp quá nên em đi sai. Bình thường em có hay đi qua giao lộ hay không? Dạ bình thường em có mà em đi đúng làn không à. Hôm nay em đi gấp nên em đi sai. Mình đã có việc gì mà làm ngược làn không vậy? Dạ em đi lấy đồ của nhà mà đang gấp. Dạ. Em có biết lỗi này bị phạt bao nhiêu không? Dạ em chưa có tìm hiểu. Dạ. Vậy sau lần nào bị phạt thì em sẽ chấp hành như thế nào? Em sẽ chấp hành tốt nội quy giao thông, nội quy giao thông đường. Dạ. Hồi nãy mấy anh giao thông thổi vào và giải thích lỗi của mình như thế nào? Có giải thích rõ ràng, em cũng thấy mình sai nên. Với lỗi không đi bên phải theo chiều đi của mình, người vi phạm bị phạt từ 400 đến 600 ngàn đồng theo điểm G khoản 3, điều 6 nghị định 100, đồng thời bị tạm giữ giấy phép lái xe 7 ngày. Trong sáng 20 tháng 11, nhiều người phụ nữ điều khiển xe đi sai luật khi bị cảnh sát giao thông thổi phạt cũng bật khóc vì nhiều lý do. Cảnh sát giao thông cho biết, trong quá trình xử lý vi phạm thường xuyên gặp phải nhiều phụ nữ thấy cảnh sát giao thông là bật khóc vì mất bình tĩnh. Sau khi trao đổi, nói chuyện, cảnh sát giao thông vẫn lập biên bản, đồng thời nhắc nhở để người vi phạm chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Tại em thấy xe bên lề đường bên kia đông quá nên em chạy bên đây cho nó thoáng đỡ kẹt xe. Đội cảnh sát giao thông bàn cờ thường xuyên lập các tổ chuyên đề xử lý lỗi vi phạm không đi bên phải theo chiều của mình tại các giao lộ như Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Quốc Thảo, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, vòng xoay Điện Biên Phủ hướng vào Nguyễn Bình Khiêm. Trong một giờ lập chốt, cảnh sát giao thông đã lập biên bản hơn 20 trường hợp vi phạm lỗi này. Từ đầu năm đến nay, cảnh sát giao thông bàn cờ đã lập biên bản gần 2.500 trường hợp người điều khiển xe không đi bên phải theo chiều của mình. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.